Ông Lê Văn Quang, một người có nhiều năm trong nghề trồng cói và là người đang sở hữu trên 8 sào đất trồng cói ở thôn Hồng Lam. Vào mùa thu hoạch, dù phải thức khuya dậy sớm, dù phải lao động trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng ông vẫn rất phấn chấn. Cây cói năm nay phát triển tốt, sản lượng tăng, hơn thế giá bán lại cao hơn mọi năm. Cây cói thì nội dung cũng giả sử như mà cói 90 năm già dạ thì cũng được cũng được tâm cơ chục ngoài chục tiêu. Ừ cũng vất vả. Thì đấy là cũng cùng vụ vụ như đó. Cây cói chỉ cần trồng một lần là có thể thu hoạch trong nhiều năm. Mỗi năm cây cói cho thu hoạch hai vụ. Sau mỗi vụ thu hoạch, người trồng cói chỉ việc chăm sóc bằng phân bón, chủ yếu là phân đạm, cây sẽ phát triển tốt. Đặc biệt trên những vùng đất thường xuyên ngâm nước lợ thì cây cói sẽ cho sợi dài, thân ống ả à và cứng hơn. Quá trình thu hoạch đều được thực hiện ngay trên đồng. Sau khi cắt cói, công đoạn tiếp theo khá vất vả, đó là chẻ cói. Công việc này phải cần người khỏe mạnh, kéo cói phải thẳng để không bị mất gốc hay ngọn. Dụng cụ chẻ cói có cấu tạo gồm hai khối gỗ hình tròn, thường được làm bằng gỗ lim với lưỡi dao ở giữa. Cói sau khi chẻ xong, thường được phơi từ 2 đến 3 ngày nắng, đến khi khô thì bó lại mang về nhà chờ thương lái đến mua thu hoạch xong là phải phải phơi mà trời mà mưa là không phơi được cho nên là cũng rất là vất vả cho nên là sau đó là nhân dân là, tập trung là người ta chỉ có bón đàm vào khoảng một độ tháng 5 tháng 6 và sáng tháng 7 âm lịch là bắt đầu người ta tiến hành thu hoạch ốc đảo Hồng Lam được bao bọc bởi bốn bề mênh mông sóng nước ở vùng hạ nguồn sông Lam trước những năm 2000 thôn Hồng Lam có 270 hộ nhưng hiện tại chỉ còn chưa đầy 150 hộ bám trụ lại. Trong đó có gần 120 hộ tham gia nghề trồng cói với tổng diện tích 50 hecta Hộ trồng nhiều có diện tích từ 7 đến 9 sào, số còn lại có từ 4 đến 5 sào. Sau khi thu hoạch và phơi khô, thương lái sẽ thu mua từ 8.000 đến 9.000 đồng 1 kg rồi xuất bán ra tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa để dệt chiếu, đan thảm và các vật dụng khác. Riêng mùa cói năm nay năng suất thu hoạch đạt gần 5,5 tạ một sào. Nhiều hộ gia đình sẽ có thu nhập từ 25 đến 35 triệu đồng từ cây cói, hiệu quả gấp 2 lần so với trồng lúa. Cây trồng cỏi ở địa phương thôn Đông Lam này thì lại có từ thời cha ông để lại, nhất là duy trì cái nghề này thì nó có một cái thuận lợi á, là về công tác trồng trọt thì nó chỉ trồng một lần và chấm bón và sau đỏ làm cỏ và bón phân thì duy trì cho đến ngày hôm nay thì ngày xưa thì đang còn là một số diện tích đáy nhưng mà bây giờ kia đáy thì do cái đầu ra à, ngày càng khó khăn cho nên là người dân bỏ cái đây mà duy trì cây cối dẫu biết khó khăn vất vả nhưng trong điều kiện sản xuất chật vật của một ốc đảo biệt lập thì cây cối vẫn đang là một trong những lựa chọn phù hợp nhiều hộ dân ở thôn Hồng Lam gắn bó với nghề trồng cối không chỉ bởi sinh kế mà còn là cách để bảo vệ duy trì loại cây truyền thống trên địa bàn như một tập quán sản xuất riêng có của vùng đất sông nước